Hello, xin chào. Chào quý anh chị đã quay trở lại với Dineo Auto. Trước mặt quý anh chị là một chiếc xe Ford Ranger 2019 và trên đó thì khách hàng mang tới đây một cái mẫu thanh thể thao để thanh lý. Anh ấy chuyển đổi cái công năng sử dụng của cái xe, nên anh sẽ làm một cái mẫu nắp thùng cao để mà chở hàng chống nước tuyệt đối. Thì thanh này sẽ được Dineo Auto tháo ra ngay sau đây và đặt tại xưởng của Dineo Auto để quý anh chị có thể ghé xem trực tiếp và mua hàng. Đó, thì bây giờ Lợi sẽ đưa quý anh chị đi xem trước một vòng xung quanh chiếc thanh thể thao này, xem cái tình trạng của nó hiện tại nó như thế nào mọi người ha. Cái mẫu này thì cái nước sơn của nó không còn được đẹp lắm mọi người nhé. Nước sơn của nó không còn được đẹp lắm, có một số chỗ này nó bị bong sơn này. Đó, một số chỗ bị bong sơn nhé. Ở cái phía cuối này này thì nó có hơi bị dỉ, nó hơi bị dỉ, nhưng mà cái thép này nó dày lắm, thép này dày lắm, mặc dù nó đang bị bong sơn, nó hơi bị dỉ chút xíu, nhưng mà theo Lợi thì cái này nếu mà chúng ta để nguyên như vậy mà sử dụng ấy thì nó không được đẹp lắm, còn nếu mà làm lại thì nó lại rất là ok, không vấn đề gì hết ha. Bên này cũng thế, bên này cũng có những cái vết bị chảy với dỉ này mọi người ha, chảy bị dỉ này, cái sơn ở chỗ này thì hơi bị rộp rồi nha. Mẫu này thì tại vì là cái sơn nó không được đẹp thì bên Dineo Auto sẽ để lại với một cái giá rất là tốt. Đó, mà được cái điểm cộng là cái này có 3 ga. Điểm cộng của nó là nó có 3 ga. Cái 3 ga này thì nó đi theo cái thanh thể thao luôn. Ở những cái vị trí bắt này này, những cái bắt thanh thể thao này, bắt cái 3 ga này thì nó đã đi kèm sẵn luôn. Thì quý vị và lấy về thì lấy cái thanh thể thao này thì sẽ có luôn một cái 3 ga như thế này. Và cái 3 ga này thì thích thì chúng ta ráp lên, mà không thích thì chúng ta tháo ra, không có vấn đề gì hết ha. Tháo mấy con ốc này ra là mình đưa cái 3 ga ra được luôn. Còn khi nào chúng ta cần thì chúng ta ráp lại. Mẫu này thì Lợi nhớ không nhầm thì là mẫu này là do Trung Quốc sản xuất. Mẫu thanh thể thao này á, thì nó sẽ ráp được cho hầu hết các dòng xe bán tải, trừ xe Mitsubishi Triton thôi là không có ráp được. Còn các cái mẫu xe bán tải khác đều có thể ráp được mọi người ha. Ở phía bên trong này thì khách có làm thêm mấy cái ống này để anh ấy chẳng buộc cái đồ của anh ấy, mấy cái này làm thêm thôi. Quý anh chị nào thích thì để lại, không thích thì cắt nó ra, không vấn đề gì hết. Đó. Thanh này thì nó bằng thép rất là dày, nhưng mà cái tình trạng sơn thì nó không có ok lắm. Đó, bên Dineo Auto sẽ để lại với một cái giá rất là tốt mọi người ha. Nếu mà quý anh chị thích cái thanh thể thao như thế này, có thể liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn để mua, hoặc có thể ghé trực tiếp Dineo Auto để xem thực tế. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, và quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.